một đồng tiền, một tờ giấy, một con số trên màn hình, một biểu tượng của giá trị, quyền lực, tự do. Tiền là một trong những phát minh ấn tượng nhất của nhân loại. Nó cũng là một trong những phát minh mơ hồ và trái với trực giác. Dù chúng ta quan tâm đến tiền hay không, dù chúng ta muốn quan tâm đến tiền hay không, chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi nó. Ở cả mức độ tập thể và cá nhân, gần như tất cả mọi người đều được thúc đẩy bởi dòng chảy không đồng nhất của tiền bạc. Tiền là gì? Đơn giản, tiền được xác định bởi ba chức năng chính là phương tiện trao đổi, là nơi lưu trữ giá trị và là đơn vị đo lường. Như một phương tiện trao đổi, tiền có thể được trao đổi cho hàng hóa và dịch vụ. Như một nơi lưu trữ giá trị, nó giữ giá trị của nó qua thời gian để có thể được trao đổi cho hàng hóa và dịch vụ trong tương lai. Và như một đơn vị đo lường, nó cung cấp một đơn vị đo lường chung của giá trị để so sánh và phân biệt giá cả hợp lý, nhất quán qua các hàng hóa và dịch vụ. Trước khi có tiền, đã có sự trao đổi trực tiếp của hàng hóa và dịch vụ cho các hàng hóa và dịch vụ khác. Điều này đã gặp nhiều vấn đề, chủ yếu, sự trao đổi là rất dễ bị tỷ lệ không đồng đều trong nhu cầu giao dịch. Bởi vì hàng hóa trao đổi là khác nhau, nên việc định giá là khác nhau. Ví dụ, nếu một bên muốn trao đổi gia súc và một bên khác muốn trao đổi giỏ, bên muốn trao đổi gia súc cũng sẽ cần muốn giỏ, và bên có giỏ sẽ cần muốn gia súc để trao đổi giữa hai bên. Vì điều này thường không phù hợp, các giao dịch trung gian khác thường trở nên cần thiết. Ví dụ, hãy nói rằng bên có gia súc dư thừa thực sự muốn vải. Để có vải, họ có thể cần trao đổi gia súc cho giỏ, và sau đó đổi giỏ cho vải với một người khác muốn giỏ. Tự nhiên, điều này sẽ dẫn đến sự trao đổi thô, không hiệu quả và mất cân đối trên một bức tranh xã hội kinh tế. Tiền xuất hiện để giải quyết vấn đề này. Tiền giữ lại chức năng và giá trị của nó vì chúng ta đều đồng ý rằng nó có giá trị và chúng ta đều tham gia vào các chức năng của nó. Triết học của tiền. Cách mà mỗi người trong chúng ta xử lý, tiền cung cấp những cái nhìn thú vị và quan trọng vào bản thân mình. Quan trọng hơn, tiền có thể được sử dụng để khám phá và tối ưu hóa những cái nhìn này. Cách một cá nhân xử lý tiền bị ảnh hưởng bởi các giá trị của họ. Nếu mọi thứ đều đồng nhất, cách mà một người xử lý tiền nên chiếu sáng và nâng cao các giá trị của họ. Tất nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Và nếu nó không đúng với chúng ta, có thể coi đó là một mục tiêu để làm việc để tạo ra sự cân bằng này, tìm ra sự cân bằng của những mong muốn của mình, hiểu rõ hơn về bản thân mình, kiểm soát sự bốc đồng của mình và hiện thực hóa hình ảnh cuộc sống duy nhất của mình. Ngoài các chức năng chính của tiền, các chức năng phụ của nó có thể bao gồm và nên bao gồm khi có thể là một phương tiện của sự rõ ràng, tập trung, kỷ luật và kiểm soát. Điều này, tất nhiên, đi kèm với nhiều thách thức. Đầu tiên, chúng ta đều sinh ra trong các hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người chúng ta sinh ra ở những nơi khác nhau trên thế giới, với những gen khác nhau, từ những bậc phụ huynh khác nhau, với những giá trị và tài nguyên khác nhau, vào các thời điểm cụ thể trong lịch sử. Tổng hợp lại, những hoàn cảnh này để biến chúng ta là ai? Chúng đồng thời hạn chế và cho phép chúng ta làm những điều, và cuối cùng chúng tạo nên thế giới quan của chúng ta. Điều này bao gồm mối quan hệ của chúng ta, quyền truy cập vào, hiểu biết về và hành vi xung quanh tiền bạc. Do đó, điều này đặt mọi người vào các vị trí khác nhau, cả về tài nguyên, tài chính và mục tiêu, dựa hoàn toàn vào cơ hội. Điều này quan trọng để lưu ý, dù bạn là ai, nhưng bạn không thể có tất cả mọi thứ. Tiền rất thú vị và có thể gây vấn đề trong mối quan hệ này, vì giống như mọi thứ, nó là hữu hạn, nhưng dường như bạn luôn có thể có nhiều hơn. Vì lẽ đó, nó có thể trở nên dễ dàng để sống một cách được thúc đẩy bởi tiền, mà trái với bản chất của sự tồn tại của chúng ta. Một sự tồn tại ngắn ngủi, thoáng qua sẽ kết thúc và không cho phép chúng ta mang bất cứ điều gì khi nó kết thúc. Nếu chúng ta thực sự may mắn, chúng ta có thể có một vài điều lớn như sự hài lòng, sự phong phú vật chất, mối quan hệ gia đình mạnh mẽ, mối quan hệ bạn bè lâu dài, danh tiếng, du lịch thế giới, thành tựu nghề nghiệp ấn tượng, nổi tiếng và di sản. Những người may mắn trong chúng ta có thể có một vài điều như vậy, có thể một vài. Nhưng để bất kỳ ai trong chúng ta cũng có cơ hội có bất kỳ điều gì chúng ta muốn, chúng ta cần chọn lựa và ưu tiên. Thường nói rằng thời gian là tiền, nhưng nếu điều đó đúng, thì tiền cũng là thời gian. Cách chúng ta cố gắng theo đuổi và chi tiêu tiền, do đó, gần như, hoặc ít nhất là nên, tương đồng, nếu không giống nhau, với cách chúng ta cố gắng xử lý và chi tiêu thời gian của mình. Các lựa chọn về tiền, do đó, về việc kiếm, tiết kiệm, đầu tư và chi tiêu tiền, là những lựa chọn triết học. Bằng cách đánh giá và xác định những gì chúng ta muốn từ tiền, chúng ta xác định, phần nào, những gì chúng ta muốn với cuộc sống. Có thể cho rằng, hầu hết chúng ta đều đang tìm kiếm một dạng nào đó của hạnh phúc trong cuộc sống. Hạnh phúc là một khái niệm dễ uốn nắn, khó có thể nói chính xác nó có nghĩa gì theo mọi người. Nhưng ở đây, chúng ta có thể sử dụng nó như một thuật ngữ ôm hết để chỉ đến các cảm xúc tích cực khá thường xuyên trong cuộc sống hoặc một cảm giác tích cực và sự hài lòng về cuộc sống của mình.
Dù cho chúng ta có tin vào hạnh phúc như một trạng thái lý tưởng hay bền vững, thì không thể phủ nhận rằng tiền mang đến những chất lượng cuộc sống cao hơn, sự phúc lợi và sự hài lòng về cuộc sống. Và vì vậy, cho sự đơn giản, chúng ta sẽ xem xét bất kỳ điều nào dưới đây dưới cùng một thuật ngữ, hạnh phúc. Vì đây là một mong muốn cơ bản đối với hầu hết mọi người. Đối với hầu hết chúng ta, việc kiếm tiền được liên kết một cách nào đó với việc tìm kiếm hạnh phúc. Bạn sử dụng tiền như thế nào? Đầu tiên, chúng ta cần tiền. Ở một số lĩnh vực, có thể phổ biến nghĩ rằng tiền là tiêu cực hoặc gây hại hoặc trái với hạnh phúc. Mặc dù điều này có thể đúng trong một số hoàn cảnh đặc biệt và có một số yếu tố đúng trong đó nói chung, nhưng phần lớn, việc có tiền rất quan trọng và đóng góp vào hạnh phúc. Người ta tin rằng khoảng 75.000 đô la Mỹ một năm là ngưỡng mà hạnh phúc, cụ thể là hạnh phúc hàng ngày, được cải thiện bởi tiền và sau đó tác động của nó hầu như là ổn định và hạnh phúc giữ nguyên. Nghiên cứu này được tiến hành vào năm 2010 bởi Daniel Kahneman và Angus Deaton. Tuy nhiên, nghiên cứu này tương đối cũ, thường bị hiểu lầm và hiện nay được cho là một phần không đúng. Sự thật, thay vào đó, dường như phức tạp hơn nhiều. Một nghiên cứu gần đây được tiến hành vào năm 2021 bởi nhà nghiên cứu cấp cao Matthew Killingswood tại Đại học Pennsylvania phát hiện ra rằng hạnh phúc thực sự tiếp tục tăng với thu nhập vượt quá 75.000 đô la Mỹ một năăm. Sau đó, sau khi hợp tác với Kahneman cùng với giáo sư tâm lý học Barbara Mellers cùng nhau, họ giải quyết sự không nhất quán trong nghiên cứu và phát hiện ra rằng mức ngưỡng thu nhập hàng năm liên quan đến hạnh phúc là khoảng 100.000 đô la Mỹ, tính đến năm 2023. Tuy nhiên, hạnh phúc vẫn tiếp tục tăng với nhiều tiền hơn đối với hầu hết mọi người. Không chỉ có tiền làm tăng cải thiện hạnh phúc của một người, đó là cách mà một cá nhân nhìn nhận, theo đuổi và sử dụng tiền. Và phần này có thể khá trái ngược với trực giác. Trở lại năm 300 trước công nguyên, nhà triết học Hy Lạp cổ đại Epicurus đã cung cấp nhiều thông tin cơ bản hữu ích về chủ đề này, hạnh phúc và tiền bạc. Epicurus là một người chủ nghĩa khắc kỷ, vì vậy ông tin rằng niềm vui của chính mình là điều duy nhất có giá trị vô hình. Điều làm hài lòng đối với Epicurus là điều làm tốt đạo đức. Đây không phải là một phân loại rõ ràng, tuy nhiên, và Epicurus hiểu biết về phổ và sự thay đổi của niềm vui khi ông viết, niềm vui là mục tiêu đầu tiên và cùng trường. Đó là điểm bắt đầu của mỗi lựa chọn và của mỗi khước từ, và chúng ta trở lại với nó trong bởi vì chúng ta biến cảm giác là quy tắc để đánh giá mọi điều tốt. Và vì niềm vui là điều tốt đẹp tự nhiên và ban đầu của chúng ta, vì lý do đó chúng ta không chọn mọi niềm vui bất kỳ, nhưng nhiều lần qua nhiều niềm vui khiến ta gặp nhiều phiền muộn từ chúng. Và nhiều lần, chúng ta xem xét cảm giác trên niềm vui khi sự chiều hòa với những nỗi đau hơn khi chúng ta phải cam kết với nỗi đau trong một thời gian dài, và kết quả là niềm vui lớn hơn. Vì vậy, khi mà tất cả niềm vui vì tiền đã được đạt được, điều này không có nghĩa là chúng ta nên cố gắng tăng thêm. Ảnh hưởng của tiền bạc đã được đánh giá trong thế kỷ 21 một cách rộng rãi, nhưng một trong những nghiên cứu quan trọng nhất trên chủ đề này được công bố trong Journal of Happiness Studies vào năm 2018, được tiến hành bởi các nhà khoa học Konstantin Kuznetsov A và Elizabeth W. Jun. Họ tìm thấy rằng tiền bạc không giữ lại hạnh phúc trong một số trường hợp, nhưng không phải là tất cả. Đặc biệt, sự hài lòng tài chính tăng khi thu nhập tăng từ vô cùng đến khoảng 75.000 đô la Mỹ một năm. Tuy nhiên, sau điểm này, sự hài lòng không còn tăng với thu nhập nhiều hơn. Đối với một số mục tiêu hạnh phúc cụ thể nhất định, sự hài lòng tài chính không tăng khi thu nhập tăng từ vô cùng đến khoảng 100.000 đô la Mỹ một năm. Điều này đặc biệt đúng cho sự hài lòng với cuộc sống hàng ngày và những điều sống đời thường. Sự hài lòng với cuộc sống trong khi thu nhập tăng từ vô cùng đến khoảng 160.000 đô la Mỹ một năm vẫn tăng lên. Khả năng thu hút và giữ lại quan hệ tốt và hạnh phúc với một đối tác, nhưng không phải một cuộc sống xa hoa, trở nên khó khăn với thu nhập hàng năm từ khoảng 105.000 đô la Mỹ đến khoảng 120.000 đô la Mỹ một năm. Và khả năng thu hút và giữ lại quan hệ tốt và hạnh phúc với một đối tác không phụ thuộc vào thu nhập hàng năm nhiều hơn. Khả năng thu hút và giữ lại một mối quan hệ tốt và hạnh phúc với một đối tác vẫn phụ thuộc vào thu nhập hàng năm từ vô cùng đến khoảng 160.000 đô la Mỹ một năm. Không phụ thuộc vào thu nhập hàng năm nhiều hơn, nhưng không phải một cuộc sống xa hoa, cũng là một mục tiêu hạnh phúc cụ thể. Mặc dù đó không phải là điểm quyết định, tình trạng tài chính rõ ràng liên quan đến hạnh phúc. Và việc làm thêm tiền bạc rõ ràng cung cấp sự thoải mái và kiểm soát hơn đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta không phải là một chìa khóa tuyệt đối vào hạnh phúc, và việc đạt được hạnh phúc trong cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình bạn, sức khỏe, mục tiêu và ý nghĩa. Mặc dù có thể hạn chế ở một mức độ nào đó, một số nghiên cứu cho thấy rằng tiền bạc có thể là một công cụ mạnh mẽ để cải thiện hạnh phúc cá nhân. Cần lưu ý rằng việc sử dụng tiền một cách có ý thức và có mục tiêu là quan trọng. Mục tiêu của việc kiếm tiền và sử dụng tiền nên được định rõ và không nên coi tiền là mục tiêu cuối cùng của cuộc sống. Thay vào đó, tiền nên được coi là một công cụ để đạt được mục tiêu cá nhân và cải thiện chất lượng cuộc sống, bao gồm cả sự hạnh phúc.